Có bắp bơi kìa, có bắp bơi kìa. Anh Hai lại ẵm em đi anh Hai. Lại dẫn em xuống đây cho em chơi đi. Đó, anh Hai, anh Hai ẵm em kìa. Kim Nguyên chơi chút nữa đi rồi bà ẩm lên. Oh my god. Kim Quyên, quay cái ống nước lại chơi đi. Quay ống nước lại chơi đi. Đứng xích vô đây nè Quyên. Xích vô đây nè. Xích vô đây. À. Còn xuống tắm nữa không? Xuống tắm nữa hả? Anh Hai ẵm con xuống nha. Anh Hai ẵm em xuống anh Hai. Lại đó, bước. Bước lại đi, bước lại đi anh Hai ẵm con xuống. Ba đâu có xuống được, ba xuống ướt. Ba mua thêm cái, ba mua cái. Hồ này hồ nít ta đâu có cho ba tắm đâu. Ba tắm hồ kia mới được hả? Ừ. Nhưng mà hồ kia hư rồi sao tắm? Mà ba có được cái đèn rồi chứ đâu. Lặn à, nãy giờ chưa lặn mà. Thôi, lặn không được. Sao vậy? Vậy chứ ba là con khóc và con không thích nước nào. Mà như thích màu xanh, nước biển và nước. Nước này có mặn không ha, nước ngọt. Thử rồi. Nước bình thường có mặn không? Hả? Sao? Nước không có mặn. Không mặn. Bên nước biển nào những lo. Đừng có lo, ai thích ăn mặn thì được cái trò bơi này. Đây nước không có nước mặn đâu. Ôi, hết hồn, hết hồn. Hồn, hết hồn. Hả? Tôi lặn cho nó coi nè.